Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ luận giải lá số của Phùng Anh Tuấn, chủ tịch của công ty F88. Thì cái vụ việc gần đây là công ty F88 nó đang dính cái nghi án là kinh doanh hình thức cho vay dưới dạng mà tín dụng đen, thu cái lãi suất nó cao hơn cái lãi suất ngân hàng khá là nhiều. Thì cơ quan chức năng thì vẫn đang điều tra, mình thì sẽ không nói nhiều về vấn đề này mà mình chỉ luận giải về lá số của người đứng đầu CEO Phùng Anh Tuấn thôi. Thì Phùng Anh Tuấn với biệt danh là Tuấn Phát, sinh năm 1984 tại Phú Thọ. Trước khi mà trở thành một doanh nhân thành đạt ấy, thì anh được mọi người biết đến với vai trò là một hacker khá là nổi tiếng. Và anh là một con người rất là giỏi, rất là đa năng, vừa rất là giỏi trong lĩnh vực về công nghệ này, vừa giỏi trong cái lĩnh vực mà kinh doanh. Thì hiện tại thì anh đang là người đứng đầu một cái tập đoàn công nghệ khá là lớn, tập đoàn Z Group. Tập đoàn này thì gồm có 80 công ty nhỏ về truyền thông. Các bạn cũng có thể là đã nghe tên qua một số rồi. Ví dụ như là Game TV này, hay là BitVN. Về cái tài năng của Phùng Anh Tuấn ấy, thì được bộc lộ khá là sớm, ngay từ thời gian đầu đời. Ngay từ cái thời mà anh đang học cấp 3 ấy, thì anh đã học rất giỏi, học trong một cái trường chuyên rất là nổi tiếng của tỉnh, trường chuyên Hùng Vương. Và trong cái thời gian đó thì anh đã giữ vai trò là thủ lĩnh của nhóm hacker Việt, một nhóm hacker cũng khá là nổi tiếng. Chúng ta thấy cái mệnh của anh có cái bộ sao Thiên Phú, có Hồng Loan, có Thai Phụ. Phú là có câu rồi, những người niên thiếu công danh, Hồng Loan thai tọa ở mình chẳng sai. Mệnh lại ở trong thế mà giáp quang quý, giáp long phượng, giáp xương khúc có tài, giáp long giáp phượng ra ngoài nổi danh. Vậy đây là cái mẫu người họ sớm có được cái đường công danh, họ sớm có được cái sự nổi tiếng nhiều người biết đến. Nhất là khi mà có cái tổ hợp của Đào Hồng Hí nó chiếu về từ cung Thiên Di, Hoắc Khoa cũng hợp chiếu về từ cung Thiên Di. Vậy đây là cái mẫu người của sự tài năng, mẫu người này cũng sẽ sớm thành công thôi. Mệnh của anh có sao Thiên Phú miếu vượng chi cung, mặt tròn da trắng thông minh hiền hòa. Thiên Phú nó hóa khí là bộ sao lệnh tinh. Lệnh tinh ở đây chủ về vấn đề mà ban bố quyền hành, ban bố quyền lực ra bên ngoài. Cái con người của sao Thiên Phú đấy, họ mang cái khí chất của những người mà lãnh đạo, họ mang cái khí chất của những người đàn anh, đàn chị. Thiên Phú thì cái cung Thiên Di lúc nào cũng là cái bộ sao thất sát mà đấy. Cái cách mà khi người ta ra ngoài, người ta nói người khác phải nghe, mà đe người khác phải sợ. Thế nên là khi mà ra ngoài thì gọi là người này dễ lấy được lòng tin của người khác và dễ được người khác kính nể hơn. Mệnh lại có cái tổ hợp của sao Kình Dương. Khi mà Kình Dương đóng cùng mệnh thì con người ta mang cái tính chất là cương cường, cứng rắn, mà trong cái thế là không bao giờ là khuất phục ai cả. Người Kình Dương là những người mà đứng đầu sóng ngọn gió, là những người mà đi đầu trong các cái phong trào, là những người mà thích gọi là che chở cho những người khác. Mệnh lại có cái vòng của âm long trực, có thiếu âm ở mệnh. Vậy đây là cái mẫu người họ có được cái sự mà điềm đạm, có sự điềm tĩnh. Và đây là cái mẫu người âm thầm và họ sống rất là kín tiếng. Rất khó có thể mà chúng ta tìm thấy cái thông tin về đời tư của Phùng Anh Tuấn ở trên mạng xã hội. Có vẻ như đây là cái phong thái của những cái người mà có cái sức ảnh hưởng lớn. Thường là họ sống trong cái thế là họ ẩn mình, họ âm thầm hơn. Trong cái thế mà họ càng ít gây cái tai tiếng thì cách mà kiếm tiền của họ nó càng dễ dàng hơn. Chúng ta thấy cái cung tài của anh ở cái thế mà vô chính diệu, có liêm tham chiếu, có song hao, có thiên diêu. Thì mới nhìn thì cái cung tài này nó cũng không có cái gì là đặc biệt. Khi mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta có thể thấy được cái cách mà minh lộc ám lộc, lộc tồn nhị hợp ở cái cung huynh đệ và hóa lộc nó chiếu về đến cung phúc đức. Vậy đây là một cách rất là đẹp rồi. Song hao đóng ở cung tài nó thể hiện là cái dòng tiền ra vào trong cung tài rất là nhiều. Song hao đóng cung tài đây là cái cách mà của những người kinh doanh. Thì trong cái thời buổi mà kinh tế thị trường bây giờ thì cái cách người ta kinh doanh người ta phải bỏ rất là nhiều vốn, có thể là vay vốn rất là nhiều nữa. Song hào của cung tài nó cũng thể hiện đây là những người mà có cái máu mạo hiểm, là những người mà chịu được rủi ro. Cái thời buổi đầu mà lập nghiệp ấy, thì Phùng Anh Tuấn còn phải đi vay nợ rất là nhiều, cắm đồ đạc trong nhà để lấy tiền và trả lương nhân viên nữa. Thì đây nó nói là cái con người họ có cái sự mạo hiểm trong người rất là tốt. Thiên diêu đóng ở cung tài thì cái cách mà con người ta dễ dính đáng đến cái nguồn tiền nó không được minh bạch, dễ cái làm những nghề mà mặt trái của xã hội. Thiên diêu là bộ sao ám tinh, nó chủ che mờ đi mà. Đấy, thế nên là người ta dễ dính vào cái ngành này, cờ bạc hay là tín dụng đen. Phong cáo của cung tài chúng ta có thể hiểu đơn giản là những giấy tờ mà cho vay. Vì khi mà người ta làm cho vay đó thì tất nhiên là nó sẽ liên quan đến các giấy tờ liên quan đến pháp lý, pháp luật rồi. Vậy là cái cung tài này nó mang cái tính chất là khá là biến động. Nhất là khi mà cung tài lại nhị hợp với bộ sao Thiên Mã nữa. Thì đây là cái cung tài, cái mẫu cung tài của những người mà làm ăn kinh doanh, là những người mà giám đốc doanh nghiệp. Cung quan lộ có bộ sao Thiên Tướng, có Tấu Thư, có Đường Phủ, Thiên Hình, Thiên Quan. Thì đây là cái bộ sao trong cung quan nó thể hiện là mình làm những công việc nó liên quan rất là nhiều đến pháp luật.
Đấy, tất nhiên là khi mà làm về vay nợ thì nó sẽ liên quan rất nhiều đến pháp lý, giấy tờ hay là pháp luật. Cái bộ sao đường phù tấu thư, đường phù ở đây nó thể hiện cho cái lòng tin, tấu thư là cái giấy tờ, vậy nó thể hiện đây là những cái giấy tờ mà được vay nợ bằng cái lòng tin của mọi người, gọi là cái vay tín chấp đấy, vay bằng uy tín của bản thân. Khi mà người ta mà làm việc mà nó liên quan rất nhiều đến pháp luật đấy, thì khi mà người ta chỉ cần sơ sẩy một cái là một người ta rất dễ là liên quan và bị trả giá ngay lập tức. Đây cũng là một trong những cái mà cũng rất nguy hiểm. Thì có một số cột mốc quan trọng ở trong cuộc đời, ví dụ như năm 2004 là cái năm mà anh được đạt giải quả cầu vàng về công nghệ thông tin, thì ứng với cái năm mà anh 20 tuổi, lưu niên nó đến cái cung tài bạch, có cái bộ sao phong cáo. Vậy là khi mà hạn đấy phong cáo, tức là cái hạn này chúng ta dễ có được cái bằng khen, bằng cấp, khen thưởng. Năm 2013 là năm mà anh đứng ra thành lập công ty cổ phần F88, trụ sở tại Hà Nội. Thì cái hạn năm đó đến cung tỵ, có hồng loan, có thai phụ, hồng hỷ chiếu về, có tổ hợp của thiên quan, có phong cáo chiếu về từ cung thiên di. Đây là một cái hạn nó rất dễ liên quan đến vấn đề về người ta khai trương hay là mở các cửa hàng. Năm 2023 là năm Quý Mão, tiểu hạn về cung phu thê, lưu đại vận năm đó 40 tuổi về cung phu thê luôn. Vậy đây là cái cách mà đại vận tiểu vận trùng phùng, thuận thì cát lợi mà hung thời chuyên chuyên. Thế nhưng chúng ta nhìn cái cung phu thê này, có tổ hợp của thiên không, có đà la quan phú, có lưu kình dương, có thiên hình chiếu về từ cái cung quan lộ. Vậy đây là đủ combo, nó dính cái hạn pháp luật rồi. Thế nên là đây gọi là những cái điều mà nó đã được sắp đặt trước rồi, số phận nó đã an bài. Vậy là đến hạn năm nay thì phải cẩn thận một chút, làm cái gì nó cũng dễ đến dính đến pháp luật cả. Nhất là đến cái năm mà thiên không. Đến cái năm thiên không thì tốt nhất là chúng ta nên hạn chế làm việc thôi. Thiên không nó là cái thời gian chúng ta nghỉ ngơi. Cuộc đời nó có những cái chu kỳ mà, có chu kỳ chúng ta làm việc rất là nhiều, nhưng mà có chu kỳ thì nó bắt chúng ta phải nghỉ ngơi nhiều. Đấy, thiên không chính là cái thời gian đó. Thiên không ở đây nó giống như một đám mây mờ vậy. Chúng ta khi mà đi qua cái hạn thiên không thì rất là dễ mắc những cái sai lầm. Chúng ta khi mà bước vào những cái mà nó không, chúng ta không nhìn thấy, gọi là cái cách mà chúng ta dễ bước hụt lắm. Thế nên là cái năm nay là cái năm mà cũng rất là nguy hiểm. Năm thiên không thì coi như là làm cũng không đủ để trả lương nhân viên. Thiên không thì làm nó cũng về cái con số không. Và cái năm nay thì có cái sự cứu giải được không? Thì mình nhìn ở trong cái cung hạn giáp bên có bộ tài hiếu, có quang quý, chiếu về có cái bộ sao hóa khoa. Vậy là năm này cũng dễ được qua được, có sự cứu giải. Quang quý ở đây nó ở hai bên, nó tượng cho cái sự giúp đỡ của người ở trên mình. Còn tài hiếu đây nó tượng trưng cho anh em bạn bè của mình giúp đỡ. Đấy. Thế nên là năm này cũng dễ là qua được cái hạn này. Và năm sau là hạn đến cung dần, có cái tổ hợp của lộc tồn, có thiên mã. Vậy là lộc tồn thiên mã đồng gia, có người buôn một bán ba nên giàu. Vậy là năm sau rất là tốt. Vậy thì năm nay chắc chắn là phải qua được thì năm sau mới có cái hạn tốt được. Đấy cũng là một cái mà chúng ta dự báo trước được. Và năm sau thì công ty F88 có một cái bước ngoặt, có một cái dự định rất là lớn, là cái cách mà công ty F88 IPO, đưa cái công ty ra cái thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu. Thì trong cái năm đó có lộc tồn, có thiên mã, khi mà lộc tồn về cái tiểu hạn thì người ta có được cái sự may mắn, vừa có tiền nữa. Năm có thiên mã, có lộc tồn, nhưng mà trong cái năm tiểu hạn đó có cái bộ sao tang môn. Khi mà tang môn mà nhập vào cái cung tiểu hạn thì có khá nhiều cái vấn đề mà khiến người ta phải lo nghĩ. Tang môn là cái hạn mà chúng ta nghĩ nhiều nhưng mà lại không thành được. Mã ngộ tang môn là cái cách mà ngựa chở xe tang. Trong cái năm này nó cũng sẽ có những cái điều mà chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ nhiều nhưng mà cũng không làm được. Nhất là trong cái năm mà lại có cái bộ không kiếp nữa, không kiếp đi vi lộc tồn, thì cách mà người ta kiếm được nhiều tiền nhưng mà đôi khi là người ta cũng không kiểm soát được cái đồng tiền nó ra vào đâu. Vậy là cái năm sau nó cũng cũng có những điểm tốt và có những điểm xấu. Năm lại vô chính diệu nữa, có thiên mã nữa, có tang môn. Vậy đây là cái cách mà đôi khi là người ta dục dịch, người ta sẽ chuyển động trong cái năm này. Có thiên mã là có cái sự chuyển động rồi, có thiên mã là có một cái sự mà vận động ở trong rồi. Nhưng mà khi mã gặp tang môn thì vấn đề là cũng chưa thể xong ở trong năm nay được. Nhất là năm vô chính diệu mà người ta chưa có một cái đường hướng đi. Đấy. Vậy thì hôm nay mình sẽ luận giá lá số này đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.